Những chuyện tình chị ơi anh yêu em đến đám của Hollywood, làm sao thiếu được Britney Spears cùng bến đỗ kém tuổi Jennifer Lopez mạnh dạn yêu lại từ đâu Britney Spears và Sam Asghari. Công chúa nhạc pop Britney Spears làm dân tình vui mừng khi sau bao dông bão, cô nàng cuối cùng đã có một bờ vai vững chắc để nương tựa. Và không ai khác ngoài anh chàng người mẫu kiêm diễn viên Sam Asghari. Cặp đôi quen nhau sau buổi quay MV Slumber Party năm 2016 và đều có ấn tượng tốt về đối phương. Trong thời gian yêu nhau, Sam Asghari bị cho là đào mỏ người bạn gái nổi tiếng và giàu có hơn mình. Bỏ qua những điều đó, chuyện tình chị em cách nhau 13 tuổi đã đơm hoa kết trái. Sam Asghari sinh năm 1994, kém Britney Spears của mình 13 tuổi. Nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến tình yêu của họ dành cho nhau. Sở hữu ngoại hình cuốn hút và tính cách ấm áp, anh chàng được bạn gái hết lời khen ngợi trước truyền thông vì vô cùng tâm lý và chu đáo. Jennifer Lopez và Ben Affleck. Cặp đôi Jennifer Lopez và Ben Affleck gặp gỡ nhau khi quay phim Gidley. Được biết cô bước qua tuổi U50, họ bắt đầu hẹn hò với nhau vào năm 2002 và nam diễn viên cũng đã cầu hôn người đẹp. Khán giả đặc biệt danh cho cặp đôi là Bennifer. Thế nhưng họ nói lời chia tay và đến năm 2001 và đến năm 2021, tình cũ không trụ cũng tới, cả hai đều đã độc thân và bắt đầu có tình cảm trở lại. Ben Affleck và Jennifer Lopez nhiều lần khiến người hâm mộ chú ý khi liên tục có những hành động thân bên nhau. Nữ ca sĩ cũng không quên nhắc đến chiếc nhẫn đính hôn với viên kim cương màu xanh lá cô nhận được từ Ben Affleck. Người đẹp chia sẻ, màu xanh lá luôn là màu may mắn của tôi và bây giờ chắc chắn nó sẽ luôn là như thế. Goldie Hawn và Kurt Russell. Được biết, nữ diễn viên Goldie Hawn năm nay đã 76 tuổi, còn Kurt Russell kém cô 5 tuổi. Cả hai cũng quen biết nhau trên phim trường The One and Only, Two Original Family Band vào năm 1966. Nhưng cho đến lần tái ngộ thứ hai trong tác phẩm Squeezer, cặp đôi mới đem lòng yêu nhau. Trước khi đi đến đám cưới, Goldie Hawn đã kết hôn 2 lần, còn nam diễn viên Kurt Russell đã nên duyên vợ chồng với ngôi sao Season Hopley, Priyanka Chopra Jonas và Nick Jonas. Cặp vợ chồng Priyanka Chopra Jonas và Nick Jonas chính là một trong những cặp đôi đình đám nhất nhì Hollywood. Mỗi lần xuất hiện trước truyền thông, cả hai lại khiến dân tình ngưỡng mộ bởi loạt khoảnh khắc tình cảm tựa như mới yêu. Được biết, nam ca sĩ kém người đẹp Priyanka Chopra Jonas 10 tuổi, cả hai chính thức công khai hẹn hò vào năm 2017. Một năm sau đó, chuyện tình lãng mạn này khép lại bằng một đám cưới đẹp như mơ. Cặp đôi đã có một bé trai kháu khỉnh, Olivia Wilde và Harry Styles. Người hâm mộ nhiều lần bắt gặp loạt hình ảnh Olivia Wilde và Harry Styles nắm tay đi dạo trên đường phố. Được biết, cả hai cũng là mối tình chị em cách nhau 10 tuổi. Họ làm việc chung với nhau vào tháng 11 năm 2020. Kể từ khi chính thức hẹn hò, cặp đôi đẹp của làng giải trí luôn thu hút sự chú ý đặc biệt của cánh phóng viên. Hình ảnh thân thiết của họ được đăng tải sau khi giám đốc Booksmart chia tay với vị hôn phu lâu năm Jason Sudeikis vào năm 2020. Cặp đôi cũng sẽ hợp tác với nhau trong tác phẩm kinh dị sắp tới. Cặp sao vẫn rất chuyên nghiệp trong công việc, họ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến quá trình quay phim. Deborah Lee Furness và Hugh Jackman. Trường quay chương trình truyền hình Coralie chính là nơi xe duyên cho Deborah Lee Furness và Hugh Jackman. Cả hai chính thức thành vợ chồng vào tháng 4 năm 1996. Nam tài tử lại càng khiến người hâm mộ thêm khâm phục khi được vây quanh bởi nhiều nữ đồng nghiệp xinh đẹp mà vẫn luôn dành một tình yêu sâu đậm và chân thành cho bà xã lớn hơn anh 13 tuổi. Trải qua suốt hàng chục năm với đủ mọi khó khăn giữa làng giải trí xô bồ đầy cám dỗ, vợ chồng Hugh Jackman khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vẫn có thể duy trì được tình yêu sâu đậm mặc cho sự chênh lệch lớn về tuổi tác, ngoại hình, tiếng tăm giữa họ. Cặp đôi có hai người con và luôn dành cho nhau những cử chỉ lãng mạn và tựa như hồi mới yêu. Heidi Klum và Tom Cowlitz. Năm 2018, cặp đôi Heidi Klum và Tom Cowlitz lần đầu bị phát hiện đi cùng nhau. Sau đó một năm, cả hai đã đi đến quyết định hôn nhân bằng một đám cưới đẹp như mơ tại Ý. Chuyện tình chị em cách nhau 16 tuổi khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ, đặc biệt trên trang cá nhân của nữ người mẫu trước nhiều hình ảnh tình cảm về cặp đôi được đăng tải. Heidi Klum được biết đến là một trong những siêu mẫu đình đám của thập niên 1990. Cô cũng là thiên thần đời đầu của hãng nội y danh tiếng Victoria's Secret. Sự trẻ trung, phong cách thời trang thu hút đã giúp người đẹp không hề chênh lệch với ông xã về ngoại hình. Việc chị ơi anh yêu em không còn xa lạ Hollywood. Rất nhiều cặp đôi chị em khiến dân tình sốt sang và ngưỡng mộ khi đánh dấu chuyện tình lãng mạn bằng một đám cưới đẹp như mơ.